Do này dịch dã nó lại căng trở lại rồi. Thì hôm nay có cái cây Sapa này nó nở đẹp quá. Quay cho anh em xem chiêm ngưỡng. Cái Sapa này thì dáng chi. Thân của nó thì to như là cái ống, như là phải ống 27 ấy. Trồng trên một cái chậu tròn đường kính 70. Thì các cụ chiêm ngưỡng nhá. Đây các cụ chiêm ngưỡng này. Ở bên kia có đám hiếu cho nên nó vọng âm thanh sang. Đây. Cái form hoa mùa này là một trong những cái form hoa khá là đẹp này. Đấy. Form hoa khá là đẹp nhá. Tới này thì em sẽ phải phun thuốc chữa bệnh cho nó, nhất là bệnh trĩ và cái bệnh phấn trắng ấy. Đầu xuân là nó hay bệnh phấn trắng. Thì nó chuẩn bị bệnh thôi. Chả tránh kiểu gì được, năm nào nó chả bị lại phun thôi. Nếu mà phấn trắng thì có thể phun cóc 85, tức là đồng sunfat ấy. Chỉ thì có thể phun radian. Đây. Đây, form hoa rất là đẹp. Lâu lâu rồi cũng không lên clip cho các bác ngắm. Đây, form hoa rất là đẹp nhá. Cái dãy hoa thì cái dãy hoa này này đều là dãy hoa lên chậu. Nhưng mà đợt này nó mưa gần một tháng rồi. Cho nên là nó nở có bông, có những bông nó nở rất là đẹp nhưng mà nó khi nó ướt ấy. Nó ướt lại rũ xuống thì nó tóm lại là nó rất là tiếc. Nhưng mà không làm nào được, vì hôm nay mưa nhiều quá. Đây nụ này sắp nở này. Đấy. Thì quay trở lại cái cây Sapa này. Sapa là một trong những giống hồng là nó phải có cái không khí lạnh, tức là có khí lạnh thì nó mới đẹp được. Như các bác đã biết thì nó có tên Sapa bởi vì là bản thân nó ấy, là được phát triển trồng đầu tiên ở trên Sapa, nơi mà có khí hậu khá là lạnh, thường thường là tầm 10-12 độ, thậm chí lạnh hơn. Đấy. Thì trồng ở trong cái điều kiện là đủ sáng nhá. Các bác phải hiểu rõ thế nào là đủ sáng và đủ nắng. Đủ sáng là chúng ta sẽ ở ngoài trời 100% này thì cây nó sẽ phát triển rất là mạnh. Ở đây nếu mà các bác có điều kiện làm cái trống xong làm cái giàn nó đẹp một chút. Làm cái vanh tròn tròn xong bẻ tán thì nó khá là đẹp. Nhưng mà em đây thì em kệ nó chứ, nhà chơi nhiều quá không kham nổi. Đây các bác nhìn này, cái vườn hoa này không kham nổi luôn. Chính vì vậy mà em chơi thì theo cái ngẫu hứng thôi. Có gì chơi đấy và chơi theo cái cách bình dân nhất có thể là trống nhỉ. Đấy, trống bằng cái gậy tre ấy. Đấy, trống lên thôi. Bởi vì là bản thân cái hồng này này nó chỉ đẹp duy nhất vào mùa thu đông, tức là khi mà khí hậu nó lạnh thì nó mới đẹp. Cho nên là các bác ở trong miền Nam hỏi là có trồng được không? Trồng thì trồng được, nhưng mà chủ yếu là cái khu vực Đà Lạt ấy, khu vực khí hậu lạnh lạnh một chút thì trồng được, nhưng mà khu vực nóng là chịu chết đấy các bạn, nó không phát triển đâu. Và cái cây Sapa này rất nhiều bác là hay bị đen thân nhé. Đen thân thì một phần là nó do sâu bệnh, với một phần là do cái rễ của nó bị nghẹt nhé. Tức là sau một năm là các bác phải thay rễ, à thay đất. Anh xin lỗi, sau một năm các bác phải thay đất. Các bác đào hết cái đất vòng quanh, chừa một cái bầu giữa thôi, các bác cho đất mới vào. Năm nào cũng như thế thì nó sẽ giảm cái hiện tượng bị đen thân. Bởi vì đen thân là do giá thể các bác trồng là nó bị nghẹt, gọi là dễ bị nghẹt ấy, thì nó sẽ đen thân. Đặc biệt cái cây Sapa đào này nó cũng bị như ít lắm, hoặc các cái giống hồng khác nó ít lắm, nhưng mà Sapa là bị nhiều nhất. Đấy. Vâng, cảm ơn các bác đã ghé thăm clip. Các bác hãy đăng ký kênh Hoa Vườn Nhà ủng hộ em nhé. Lâu lâu không lên clip thì chúc các bác một năm mới thật là vui vẻ, hạnh phúc, thật là thành công, rực rỡ nha các bác nhé. Cảm ơn các bác.